Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tinh Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ sáu ngày 3 tây tháng 9 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là bản tin từ Afghanistan. Giao tranh dữ dội đã diễn ra giữa lực lượng Taliban và lực lượng chống Taliban ở tại thung lũng Pasher. Các cuộc giao tranh đã gia tăng ở tại thung lũng Pasher ngay ngày hôm qua thứ năm giữa Taliban và lực lượng chống đối Taliban, ở trong đó thì đã có một số binh sĩ của Taliban bị thiệt mạng. Bashir được xem là vùng đồi núi nằm ở phía bắc của Kabul đã có một cái lịch sử lâu dài chống lại Taliban kể cả dưới thời Xô Viết và kể cả dưới thời của đế chế Anh Quốc và liên minh này được dẫn đầu bởi ông Ahmad Massoud con trai của một trong những chiến binh chống lại chế độ Xô Viết trước đây của Mujahideen và họ tiếp tục có cuộc chiến chống lại Taliban sau khi mà chính quyền của Afghanistan sụp đổ và Taliban chiếm được Kabul trong tháng trước khi mà lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi đây và trong vòng và một tuần lễ qua thì Taliban đã gửi các lực lượng của họ tới và bao vây khu vực này trong khi đó thì Taliban và các lãnh đạo ở khu vực địa phương gồm có tổ chức gọi là National Resistance Front of Afghanistan cho biết là họ vẫn tiếp tục đàm phán và cuộc đàm phán đã bị đổ vỡ và sau đó là dẫn tới một cuộc giao tranh dữ dội tại đây. Các cư dân ở địa phương đã xác nhận với đài truyền hình Al Jazeera là cuộc giao tranh này đã diễn ra và có ít nhất là Taliban đã chết khoảng 40 người trong cuộc giao tranh này. Trong khi đó, Ali Nazari phát ngôn viên của tổ chức mà chống lại Taliban thì cho biết rằng là Taliban đã mất uh, nhiều hơn một số những cái uh, vũ khí hạng nặng vào trong ngày thứ năm và trong hãng thông tấn AFP thì cho biết là Taliban đã sử dụng đã mỏ đã, đã tấn công thêm vào tối ngày hôm qua. À, cuộc giao tranh đã diễn ra dữ dội ở tại Bashir và phía của ông Masoud đã phải uh, rất bận động trong việc bảo vệ khu vực thung lũng này. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Afghanistan. Trong khi đó, thì nghị viện của Anh cam kết là sẽ có một cái đường hướng để mà uh, điều tra về việc, <cười> <cười> xin lỗi quý điều tra về việc Anh rút quân ra khỏi Afghanistan. Nghị viện của Anh cho biết rằng họ sẽ mở cuộc điều tra toàn diện về chính phủ Anh làm cách nào rút quân ra khỏi Afghanistan và trong đó là có nhiều nguồn tin cho rằng là đã có những cái thiếu trách nhiệm ở trong đây việc này à, sẽ không những là cuộc điều tra mà có thể sẽ có một cái cuộc công bố cho công chúng của anh biết loan báo này được đưa ra vào ngày ba tây bởi chủ tịch của một quỹ ban đặc trách về cái à, việc điều tra này nói rằng Họ có những câu hỏi lớn vẫn còn tồn tại và chưa được trả lời về việc giải quyết cơn khủng hoảng tại Afghanistan và những bài học cần phải học được sau cái chuyến rút quân đầy hỗn loạn này. Cuộc sập đổ của Kabul là một thảm kịch cho người dân Afghanistan và chúng ta cần phải có những cái lời cam kết và chúng ta cần phải có những cái điều tra rõ ràng. Đây là một trong những cái lời phát biểu của Tom Tugahat là một trong những chủ tịch của ủy ban đặc trách điều tra vụ này. Chúng ta cần phải có một cái chiến dịch về nhân đạo để giải quyết các cái cơn khủng hoảng tại đây, bao gồm luôn cả cơn khủng hoảng nhân quyền. Người dân Afghanistan, những người đã làm việc chung với chúng ta trong nhiều năm nay, đang trở thành một cái mục tiêu tấn công của Taliban và họ có thể sẽ bị trả thù. Đây được xem là một trong những cái cuộc điều tra mà phía nghị viện Anh đã quyết định đưa ra sau khi mà có cuộc hỗn loạn tại Kabul, ngay lúc mà Taliban chiếm được Kabul. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... Anh và Afghanistan. Trong khi đó thì một thành viên của ISIS tấn công đã bị bắn thiệt mạng tại New Zealand trong một ngôi nhà khi mà ông ta mở một cái cuộc tấn công bằng dao. Một thành viên của lực lượng ISIS đã tấn công 6 người ở tại một cái ngôi chợ ở New Zealand vào ngày thứ sáu, khiến cho 6 người bị thương trước khi mà ông ta bị bắn thiệt mạng bởi một cảnh sát không có à, mặt đồng phục. Thủ tướng của uh, New Zealand là Jacinda Ardern cho biết bà đã bà bà đã không bất ngờ với người đàn ông này có quốc tịch Sri Lanka và đã có cái hành động được xem là thù ghét tấn công vào những người mà ông ta đã à, gọi là à, nhắm vào mục tiêu và ông ta đã đã từng nằm trong danh sách của những phần tử được xem là khủng bố. Người đàn ông này đã tới à, New Zealand từ năm 2011 và đã bước vào một cái khu shopping mall ở à, vùng ngoại ô của Auckland và cầm một cây dao sau đó thì đã, đã bắt đầu à, thực hiện cái cuộc mà đâm gặp ai đâm người đó. Sáu người đã bị thương và ba người bị thương trầm trọng trong 60 giây đồng hồ trước khi mà cảnh sát nổ súng bắn chết người đàn ông này à, cơn khủng hoảng đã diễn ra và gây ra một cuộc hỗn loạn cho những người đi mua hàng và họ đã chạy ra các khu vực cái cửa thoát ra ngoài và video footage cho thấy bởi những người đi đường là có người đàn ông này đã chạy rất nhiều và có có tiếng súng nổ lên và cuộc tấn công này diễn ra giữa lúc mà đang có một cái buổi tưởng niệm tại một cái ngôi nhà thờ của đạo Thiên Chúa trong cái vụ bắn vào tháng 3 năm 2019 New Zealand đã được xem là có một cái tình trạng gọi là khủng bố tài hại kể từ khi mà họ bắt đầu mở cửa cho một số những thành phần hồi giáo nhập cảnh vào quốc gia của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Trong khi đó cơ quan Bộ Tư pháp đang đối diện với lời kêu gọi điều tra về việc mà FBI đã xử lý các cái bằng chứng liên quan tới vụ 911. Gia đình của các nạn nhân trong vụ khủng bố 911 năm 2001 à, và cùng với những người khác đã yêu cầu Bộ Tư pháp là phải điều tra về và có một cái văn phòng Tổng thanh tra điều tra về việc mà FBI đã à, giải quyết các cái vấn đề bằng chứng trong cuộc tấn công này theo báo cáo của tờ đời À, Việc mà gửi đơn khiếu nại này tới văn phòng tổng thanh tra chính phủ là Michael Horowitz à, điều tra FBI về những cái à, bản văn thư của họ khi mà à, họ được à, tống trát trong cái vụ mà gọi là buộc họ phải công bố đầy đủ tất cả những cái bằng chứng liên quan tới vụ à, khủng bố 911 và điều này là cho thấy là fbi đã không có đầy đủ những cái thủ tục chính đáng để mà cung cấp tất cả những nguồn tin này trong khi đó thì văn phòng tổng thanh tra cần phải có những cái lời cam kết và phải à, tìm hiểu đầy đủ tất cả những cái viên chức của FBI và phải công bố một cách đầy đủ đặc biệt là những cái việc mà mất đi một số những bằng chứng liên quan tới cái vụ 911 và cùng lúc à, thì cái việc mà FBI đã à, không có à, giải quyết chính đáng các cái bằng chứng này và điều này sẽ gây à, ra một cái sự tổn thương lớn cho gia đình của các nạn nhân trong vụ 911 vào tháng 8 năm ngoái thì gia đình của các nạn nhân 911 cùng với một số người khác đã gửi à, xin lỗi quý vị vào tháng 8 tức là tháng 8 vừa rồi đã gửi một lá thư tới ông Joe Biden và kêu gọi ông ta là tránh xa cái buổi mà tưởng niệm 911 bởi vì họ nói rằng chính quyền của ông ta đã không đã không có một cái sự minh bạch và không có đầy đủ tất cả minh bạch trong các cái vụ tấn công và họ kêu gọi ông ta là không nên có à, mặt ở trong cái buổi tưởng niệm 9-1-1 tại New York Đây là một trong những cái à, thẳng thắn của gia đình của những nạn nhân này Họ không thích cái chính quyền của Joe Biden đã che giấu khá nhiều những cái thông tin Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay Trong khi đó cũng liên quan tới Hoa Kỳ Công ty Apple đã trì hoãn cái à, à, hệ thống gọi là scanning các cái hình an toàn cho trẻ em Đây là một trong những cái à, chính sách mới của công ty Apple Công ty Apple trong ngày thứ sáu cho biết họ sẽ có cần thêm thời gian để mà có thể có những cái nhu liệu để cải thiện tất cả những cái tấm hình bỏ lên trên cái trang app của họ hoặc là thông qua những trang app này khi mà những tấm hình này có nguy cơ sẽ trở thành những tấm hình tình dục trẻ em và sẽ ngăn chặn điều này trên 90% chính sách và các cái nhóm hoạt động cho nhân quyền trên toàn thế giới đã nói với công ty Apple là phải hủy bỏ cái dự tính là sẽ scan tức là sẽ Kiểm tra tất cả những cái uh, message của uh, của các trẻ em trong vấn đề mà những cái hình khóa uh, gọi là khỏa thân hoặc là trong các phone hoặc là trong các cái hình ảnh của người lớn tuổi trong vấn đề mà gọi là lạm dụng tình dục trẻ em. Chỉ trích về cái uh, dự tính này đã được lan rộng rất là nhiều và Apple bây giờ thì bị áp lực khá nhiều do đó họ đã trì hoãn lại cái hệ thống gọi là scan này để có thể uh, uh, cải thiện đáp ứng được nhu cầu của các nhóm tranh đấu cho quyền lợi của trẻ em. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì nhà tỷ phú Elon Musk đã tránh xa không đề cập tới vấn đề mà đưa, được giới truyền thông cánh tả sử dụng để phân hóa ông ta với nguồn đầu tư của ông ta ở tại Texas. Ông Salimot cho biết ông đứng ngoài chính trị trong vấn đề mà các cái chính sách về xã hội của tiểu bang Texas. Ông Elon Musk đã tweet trên Twitter và nói rằng ông sẽ đứng ngoài chính trị sau khi mà thống đốc của tiểu bang Texas cho biết rằng là uh, sẽ áp dụng cái đạo luật nghiêm cấm phá thai dưới uh, <laughs> sau 6 tuần lễ và điều này đã dẫn tới việc truyền thông cánh tả đã đặt câu hỏi rằng liệu là nhà uh, gọi là tỷ phú này có rời cái công ty SpaceX của ông ta ra khỏi Texas hay không. Ông Musk đã xuất hiện trên đài truyền hình CNBC. Và trong đó ông trả lời và khẳng định rằng là công ty này sẽ không bao giờ rời khỏi Texas cho những cái luật lệ mới. À, trong đó thì à, sau khi mà có cuộc à, nói chuyện và, và đài truyền hình CNBC cố tình tìm cách gọi là những câu hỏi gây khó khăn và gợi ý để cho công ty của ông Elon Musk rời khỏi Texas sau khi mà Texas đã áp dụng đạo luật liên quan tới việc chống phá tài thì ông Elon Musk đã tweet trên Twitter và ông nói rằng là ông tôn trọng về tổng quát là tất cả các cái chính quyền địa phương có thể đặt một số luật lệ trên người dân và có thể làm cho người dân làm sao có được hạnh phúc đó là điều của các chính phủ và tôi đồng ý là tôi sẽ đứng ngoài chính trị, có nghĩa là tôi không có liên quan gì tới những vấn đề này. Trong ngày thứ sau à, thứ tư thì à, Texas đã chính thức ban hành lệnh cấm à, phá thai sau 6 tuần lễ và đã có hiệu lực và điều này có nghĩa là những phụ nữ nào mang thai trên 6 tuần thể sẽ không được phép phá thai ở tiểu bang Texas và các bác sĩ nào hỗ trợ cho việc phá thai này sẽ bị trừng phạt và sẽ bị truy tố tối cao pháp viện đã có cuộc bỏ phiếu 5 trên 4 để bác bỏ việc ngăn chặn cái luật này và ông Joe cho rằng là cái đạo luật này đã vi phạm cái một cái luật trước đó gọi là Roe and Wade trong khi đó thì ông Abbott nói với đài truyền hình CNBC là cái đạo luật này sẽ không khiến cho các cơ sở thương mại hay là các công ty rời khỏi Texas và điều này đài truyền hình NBC đã cố tình gọi là đưa những câu hỏi để mà gợi ý cho những công ty bỏ câu tiểu bang Texas qua những tiểu bang khác khi mà tiểu bang Texas áp dụng đạo luật này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của tiểu bang Texas ngày hôm nay. Trong khi đó, được xem là bản tin khá chú ý tại Hoa Kỳ. À, dân biểu Jim Jordan đã lên tiếng và ông nghĩ rằng ông Tổng thống 45 của Hoa Kỳ sẽ có ý định ra tái tranh cử năm 2024. Dân biểu Jim Jordan của Đảng Cộng hòa tại Ohio trong cái lần xuất hiện tại Iowa đã lên tiếng khẳng định rằng cựu tổng thống Trump có thể sẽ ra tái tranh cử lại năm 2024 sau khi mà ông đã thất bại trước Joe Biden năm 2020 tôi nghĩ rằng ông ta sẽ tranh cử trở lại đó là lời phát biểu của ông jordan tại iowa theo tường trình của tờ demon register tôi muốn ông ta ra tranh cử lại ông ta đã chứng minh cho chúng ta thấy ông ta đã làm việc với trái tim của mình và chúng tôi trong giờ phút này đang chờ đợi cái người lãnh đạo thật sự để dẫn dắt chúng ta có được cái sức mạnh của cái nền cộng hòa và của đất nước hoa kỳ Ông Cho Biden là một 147 thành viên của Đảng Cộng hòa đã chống lại cái việc mà xác nhận kết quả bầu cử năm 2020 và xác nhận chiến thắng của Cho Biden và nói rằng ông tiếp tục ủng hộ cho tổng thống Trump. Như tôi đã từng nói với các đồng nghiệp rằng đặc biệt là người đàn ông tranh đấu cho cái quyền tự do và những giới truyền thông đã có những cái điều rất tai hại cho người đàn ông này. Tuy nhiên thì ông vẫn mạnh mẽ và vẫn tiếp tục bảo vệ cho cái quyền lợi của người Mỹ mặc dù rằng à, vị tổng thống 45 này vẫn chưa lên tiếng là ông có ý định tranh cử năm 2024 hay không? Tuy nhiên, thì rất nhiều cử tri của đảng cộng hòa và các người ủng hộ cho ông đều tin rằng vị tổng thống 45 sẽ ra tái tranh cử lại năm 2024. Thượng nghị sĩ Pat Toomer của đảng cộng hòa tại Pennsylvania sẽ về hưu vào năm tới. Trong thời gian gần đây nói rằng là những gì xảy ra năm 2020, tôi nghĩ rằng là, là cái việc mà của tổng thống này ông có thể sẽ tiếp tục trở thành một trong những ứng cử viên của năm 2024 và nói rằng đảng cộng hòa phải là một cái đảng của có đầy đủ những cái ý định và nói rằng tổng thống trump đã dẫn đỡ dẫn dắt đảng cộng hòa và tôi nghĩ rằng các cái quan điểm bảo thủ đều ủng hộ cho ông và tôi nghĩ rằng ông có thể sẽ ra tranh cử năm 2024 đó là bản tin liên quan tới vị tổng thống 45 của hoa kỳ trong khi đó thì Hoa Kỳ đã bắt đầu à, thực hiện một cái chiến lược để mà à, đưa những đường dây kế bộ xuyên Thái Bình Dương sau khi mà Trung Quốc đã rút ra khỏi dự án này. Bản tin từ Sydney cho biết là cái à, liên bang đặc trách về cái công ty à, gọi là Micronesia sẽ cùng làm việc với chính phủ của Hoa Kỳ để mà xây dựng cái hệ thống kế bồ chạy xuyên qua mặt biển à, ở dưới Thái Bình Dương. Ít nhất hai nguồn tin đã thông báo cho hãng thông tấn Reuters biết sau khi mà công ty của Trung Quốc đã rút ra khỏi cái à, dự án này sau có à, sau khi mà có những cái nói rằng là dự án này của Trung Quốc là đe dọa tới cái à, an ninh quốc phòng. Hoa Kỳ đã bắt đầu có những cái à, cải thiện trong các mối quan hệ với Á Châu và đặc biệt là vấn đề kỹ thuật. Trong đó thì đã có ít nhất hai công ty đã được cấp giấy phép để xây dựng các cái hệ thống đường kế bộ Internet dưới mặt biển từ Hoa Kỳ chạy qua khu vực Á Châu. Và dự án này được xem là một dự án lớn và có thể sẽ có khả năng nhiều hơn là dùng sử dụng các cái vệ tinh và washington đang lo ngại về việc trung quốc đang tìm cách thống trị cái mạng lưới internet ở khu vực và do đó họ đã gia tăng cạnh tranh và dành rất nhiều những cái quyền được uh, 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 lắp đặt tất cả những cái hệ thống internet xuyên qua mặt biển từ hoa kỳ cho tới uh, khu vực của á châu thái bình dương và điều này cũng sẽ được làm việc với lại các cái ngân hàng uh, của thế giới trong đó bao gồm cả world bank và ADB tức là Asia Development tức là ngân hàng phát triển Á Châu. Reuters trong tháng 6 cho biết là dự án này trước đây là đã có một cái uh, hệ thống internet có thể cung cấp cho các cái đảo ở Nam Thái Bình Dương gồm có Nauru và Kiribati. Hai nơi này đã có cái uh việc mà nối kết với cộng sản trung quốc và trong đó họ có thể giao cho công ty huawei để làm cái dự án này tuy nhiên với bảo, bản báo cáo mới nhất từ úc cho biết thì à, phía úc và đấng đã, đã hỗ trợ và hoa kỳ sẽ xây dựng luôn cả cái hệ thống cái đường dây kế bộ internet từ ở na từ ở hoa kỳ xuống tới nam thái bình dương cho các tiểu quốc ở tại đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và của à, khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Trong khi đó thì Đài Loan đã bắt đầu thiết lập những cái trung tâm giảng dạy tiếng quan thoại trên toàn quốc Hoa Kỳ để thay thế tất cả những cái viện khổng tử của Trung Quốc. Một trong những cái hội đồng đặc trách về hải ngoại của Đài Loan, bộ trưởng của hội đồng này là Tung Chen Yuan đã tới Hoa Kỳ vào cuối tháng 8 trong đó để mà tham dự một buổi lễ à, để mà khánh thành cái trung tâm giảng dạy tiếng Mandarin, tức là tiếng quan thoại ở một số thành phố lớn tại Hoa Kỳ thay thế cho các cái viện Khổng tử của Trung Quốc đã bị đóng cửa tại đây, được xem là một trong những cái trung tâm giảng dạy về tiếng Quan thoại. Thì thì à, tổ chức này cho biết Đài Loan sẽ dần dần thay thế các cái à, khu vực mà do Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn thường đầu tư trong các trường đại học về cái viện Khổng tử để giảng dạy tiếng Trung Hoa và văn hóa Trung Hoa. Nay thì Đài Loan đã được à, thay thế và họ đã thành lập một số những cái trung tâm giảng dạy Hoa ngữ tức là tiếng quan thoại à, thay thế cho các cái vị trí của à, cái viện Khổng tử ở toàn Hoa Kỳ và trong đó thì họ chỉ giảng dạy về hoa ngữ và văn hóa của Trung Hoa và thay thế tất cả những cái à, trò tuyên truyền mà Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng cái viện Khổng tử này để tuyên truyền cho họ và hoạt động gián điệp cho họ. Bản tin mới nhất từ Đài Loan cho biết là Đài Loan sẽ cho Khánh Tạnh ít nhất là trên 10 thành phố tại Hoa Kỳ các cái trung tâm giảng dạy hoa ngữ và những trung tâm này đều có sự hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ và giảng dạy miễn phí cho những ai muốn học hoa ngữ ở tại Hoa Kỳ và tất cả chương trình này được tài trợ bởi bộ văn hóa của Đài Loan phối hợp với bộ ngoại giao của hoa kỳ và một số những cái chính quyền địa phương để tạo gọi nhằm thay thế tất cả những cái uh, trung tâm được xem là đã hoạt động gián điệp dung dưỡng cho thành phần gián điệp và kể cả việc mà tuyên truyền cho nhà nước cộng sản trung quốc đó là các cái viện khổng tử đang nằm ở trong một số trường đại học của hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình giữa đài loan trung quốc và hoa kỳ trong khi đó thì trung quốc đã bắt đầu uh, có cái chiến lược làm việc với lại taliban và Pakistan và có thể sẽ thành lập một cái liên minh để đối phó lại với những giá trị của hoa kỳ và các quốc gia tây phương theo tường trình của Johnny Moore được xem là cựu à, điều hành của cái cơ quan đặc trách về cái ủy ban đặc trách về à, tự do tôn giáo đã đưa ra họ đang giả dạ tạo ra một cái à, liên minh để chống lại các giá trị dân chủ của Tây phương, ông Ngo đã lên tiếng cho biết, trong đó thì Trung Quốc, Pakistan và Taliban trong thời gian gần đây đã có những cuộc tiếp xúc và trong đó họ có thể thành lập cái liên minh mà họ nói rằng là chống lại tất cả những cái giá trị thật sự của Tây phương. Việc này diễn ra giữa lúc mà ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị đã có cuộc gặp gỡ với các đối tác của ông ta ở tại Pakistan và kể cả chế độ Taliban và trong đó thì à, trung quốc cam kết sẽ đưa taliban trở lại cái hệ thống chính trị trên toàn cầu và ông à, vương nghị đã sẵn sàng đón chào đã từng đón chào một phái đoàn của taliban dẫn đầu bởi mullah adun ghani barada là được xem là người lãnh đạo của taliban tới viếng tâm trung quốc và sau khi mà taliban đã chiếm được kabul thì bây giờ trung quốc đang tìm cách gọi là thúc đẩy một cái cuộc hợp tác và trong cuộc hợp tác này chủ yếu là chống lại tất cả những cái giá trị thực sự của tây phương mà trong đó thì trung quốc đang có cái tham vọng là sẽ khai thác tất cả những cái khoáng mỏ ở tại afghanistan trị giá gần 3.000 tỷ mỹ kim trong đó là bao gồm luôn cả cái tinh khoáng hỗn hợp mà quý vị gọi là rare earth trong và một cái mà một cái kho gọi là mỏ khoáng mỏ rất nhiều ở tại afghanistan có thể cung cấp cái nguồn nguyên liệu cho cả thế giới trong khi đó thì bắc kinh đang muốn tìm cái tìm cách kiểm soát tất cả các vấn đề chia sẻ biên giới và điều này cho thấy là Bắc Kinh đang muốn thành lập một cái liên minh và cái liên minh này là phối hợp tất cả những chế độ Hồi giáo cực đoan cùng với những chế độ độc tài toàn trị để chống lại giá trị của Tây Phương tương tự như là thời chiến tranh lạnh khối cộng sản đối đầu với khối tự do đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc cũng như khu vực của Trung Á trong khi đó tại Trung Quốc công ty JD.com đã ngưng bán 86 cái game sau khi mà Trung Quốc đã có chiến dịch dập tắt kỹ nghệ game tại à, à, Trung Quốc, công ty JD.com, một trong những công ty kỹ thuật hàng đầu của Trung Quốc và được xem là công ty e-commerce lớn hàng thứ hai tại Trung Quốc cho biết là họ ngưng lại việc à, cung cấp bán tất cả những cái license video game à, trên cái trang shopping của họ. Sau khi mà chính quyền Trung Quốc đã có hành động siết chặt tất cả những cái giờ à, chơi game của các trẻ em và quy định là chỉ có được 3 tiếng đồng hồ trong một tuần trong một cuộc dập tắt chưa từng có. Tổng cộng có 68 cái game Bao gồm luôn một cái game rất nổi tiếng ở tại Trung Quốc là Super Mario Maker 2 và FIFA 21 hay là Last of the US Park 2 đã bị ngưng lại và không cấp cái license tức là cái môn bài sau khi mà có cái chiến dịch dập tắt kỹ nghệ game của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái chiến dịch mới mà Bắc Kinh nhầm để giới hạn cái giờ chơi game và tìm cách cản trở không để cho giới trẻ có thể có thêm giờ chơi game và tiếp xúc với lại các thế hệ khác ở bên ngoài Trung Quốc qua mạng xã hội bằng cách là chơi game và các cái game online. Điều này cho thấy rằng Bắc Kinh đang có cái chiến dịch rất lớn nhắm vào các công ty kỹ thuật và cái lượng fan khổng lồ của các công ty kỹ thuật này, tức là những cái thành phần game thủ đã trở thành một cái fan khổng lồ gây nguy hiếp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và điều này có nghĩa là Bắc Kinh đang phải đối diện với một cái cuộc gọi là bất mãn rất lớn từ trong những giới trẻ tại Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay công ty Nissan Motor đã có một cái kỹ thuật mới để thay thế cho những cái chi phí liên quan tới tinh khoáng hỗn hợp và cái chi cái điều này có thể sẽ giúp cho chế tạo lại các cái vỏ xe tốt hơn dành cho các cái loại xe điện à, công ty này loan báo vào ngày thứ sáu với sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và chất tinh khoáng hỗn hợp đã trở thành một cái nguyên liệu quan trọng mà Trung Quốc sử dụng để uy hiếp Hoa Kỳ thì công ty Nissan cho biết họ đã có một kỹ thuật mới trong đó có thể tái xây dựng lại những cái sản phẩm đã được chế tạo bằng chất rare earth tức là tinh khoáng hỗn hợp và công ty sản xuất xe hơi này cho biết rằng là vấn đề giá cả cao của tinh khoáng hỗn hợp có thể ảnh hưởng tới cái nhu cầu sản xuất của họ, đặc biệt là cái vấn đề hư hại môi trường. Do đó thì bây giờ công ty này đã tìm ra được cái kỹ thuật mới là tái chế lại các cái sản phẩm à có cái à, à, sử dụng cái tinh khoán hỗn hợp và phòng nghiên cứu của họ với giáo sư có tên gọi là kasunori yamaguchi à là là một giáo sư của trường đại học waseda university đã thành lập một cái trung tâm nghiên cứu về việc tái sử dụng tất cả những cái nguyên liệu đã được sử dụng trong cái à, tinh khoán hỗn hợp này để à, hỗ trợ cho cái ngành xe điện và bây giờ thì họ đã tạo được những cái vỏ xe điện mà tái chế lại các cái hợp chất của tinh khoán hỗn hợp đây được xem là một trong những cái à, sáng chế mới của công ty nissan nhằm để mà đối phó lại với tình trạng uy hiếp của trung quốc khi mà sử dụng cái nguồn tinh khoán hỗn hợp tức là rare earth để uy hiếp các quốc gia nào mà có nền kỹ thuật cao và thường xuyên sử dụng những cái hợp chất này đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay sau khi mà viếng thăm bắc ninh và bắc giang thì à, Phạm Minh Chính tuyên bố rằng đây là một cái vụ vụ gọi là uh, uh, gọi là gây lại dựng lại niềm tin của các cái nguồn đầu tư FDI sau khi mà ông ta viếng thăm nhà máy Samsung tại Thái Nguyên vào chiều ngày hôm nay 3 tây tháng 9. Và việc này cho thấy rằng là khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang ngoại trừ nhà máy Samsung ra thì tất cả các nguồn đầu tư FDI đều đến từ Trung Quốc. Và bây giờ thì ông ta nói rằng việc mà tái lập lại và làm việc lại ở nhà máy Samsung này sẽ là một củng cố đầu tư ở FDI. Có nghĩa là ông ta khuyến khích Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào các tỉnh biên giới của Việt Nam. Ở khu vực này thì chỉ duy nhất có Samsung và Apple là hai công ty đã có cái công xưởng gia công tại khu vực này bởi vì giá nhân công rẻ. Tuy nhiên thì khu vực này đã có cái biện pháp phòng chống dịch một cách gây gắt và điều này là đang có sự e ngại bởi giới đầu tư từ phía Trung Quốc do đó thì bây giờ phía Trung Quốc đã bắt đầu có những cái rục dịch đầu tư vào Việt Nam với nguồn vốn của Trung Quốc 100% và phạm Minh Chính có trách nhiệm và phải củng cố các khu vực này trước khi nhận cái nguồn đầu tư khổng lồ từ Trung Quốc và vay mượn và các cái nguồn tài chính từ Trung Quốc để phát triển các cái tỉnh ở biên giới đây cho thấy rằng là Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái nguồn đầu tư từ trung quốc ngay tại khu vực biên giới đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay sau một thời gian để cho giới nghệ sĩ thoải mái bây giờ cộng sản việt nam đang có chiến dịch siết chặt tất cả cái quy tắc dành cho giới nghệ sĩ mà trong đó bộ văn hóa thể thao và du lịch đang soạn cái gọi là bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ là và đây là cái bộ uh, quy tắc này là sẽ ngăn cấm trình diễn rút giấy phép hoặc là không cho phát hình ở trên các cái là truyền hình hay là YouTube. Nếu như những nghệ sĩ này à, vi phạm những cái quy tắc đó, trong đó bao gồm những ngôn ngữ, à, bao gồm những cái tin tức và bao gồm những cái lời chia sẻ của nghệ sĩ mà bị quy cho trách nhiệm là vi phạm thuần phong mỹ tục. Đây được xem là một cái chiến dịch nhắm vào giới nghệ sĩ mà Cộng sản Việt Nam đã copy y trang của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh thì sử dụng hồ sơ thuế để tấn công nghệ sĩ và đánh dẹp tất cả những cái uh, quyền lực ảnh hưởng của các ngôi sao thì ngược lại cộng sản Việt Nam lại sử dụng một kiểu khác là bởi vì các nghệ sĩ ở Việt Nam thì lại không có bị uh, moi nhiều về hồ sơ thuế nhưng họ muốn ra những quy tắc để kiểm soát tất cả các nghệ sĩ đặc biệt là những nghệ sĩ thời gian gần đây đã sử dụng cái platform của YouTube và Facebook để đưa ra những cái lời bình những cái lời bình luận hoặc là những cái lời nói chuyện của họ hoặc là những cái uh, clip video của họ uh, tiếp cận với lại khán giả một cách trực tiếp hơn và điều này ngoài tầm kiểm soát của Bộ Văn hóa Du lịch và Thể thao. Do đó, Bộ Văn hóa Du lịch và Thể thao đã bắt đầu tìm cách đưa ra những luật lệ để kiểm soát nghệ sĩ một cách chặt chẽ hơn. Và đây được xem là một trong những cái bản copy phiên bản của Trung Quốc tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng sau thời gian chống dịch thất bại thì bây giờ cộng sản lại đổi ý muốn mở cửa kinh tế trong lúc mà đang có đại dịch bùng nổ sau một thời gian mà bị chúng, dân chúng à, bất mãn và chửi bới về cái cách chống dịch đầy thất bại và sự lây nhiễm càng lúc càng gia tăng thì cộng sản việt nam bây giờ lại bắt đầu nghĩ tới chuyện mở cửa trở lại ở sài gòn để mà phục hồi kinh tế trên danh nghĩa là rõ ràng cộng sản việt nam đang có những chiến dịch gọi là chấp phá chứ không có một cái uh, chiến dịch rõ ràng trong vấn đề chống dịch trong đó thì một trong những người được gọi là phó hiệu trưởng của trường kinh tế đạo kinh tế và luật ở tại Sài Gòn có tên là Hoàng Công Gia Khánh đã lên tiếng và yêu cầu phía của chính quyền của Sài Gòn là phải mở cửa kinh tế trở lại trong lúc mà đại dịch vẫn đang tiếp tục lây nhiễm tại đây điều này cho thấy cộng sản đã chấp phá từng sự kiện trong lúc mà đối phó với dịch bệnh và không có một cái chiến lược rõ ràng thay đổi liên tục và khiến cho người dân càng lúc càng bất mãn hơn và đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay Và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi Trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký vào buổi chiều Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào mọi người Bye bye